thơ, dập trời chim én lượn, cây nấy đầy trôi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ, mang lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh, cho lòng anh sao động thành mùa xuân ngọt lành. Én về én lại xa mùa xuân không ở lại bên anh, em gần mãi nên đời vẫn xuân tràn. Khi gió đông má thơm, dập trời chim én lượn, cây nấy đây trôi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ, mang lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh, cho lòng anh sao động thành mùa xuân ngọt lành. Em về em lại xa mùa xuân không ở lại bên vẫn mãi nên đời vẫn xuân tràn. Dập trời chim én lượn, cây nấy đây trôi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ, mang lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh, cho lòng anh sao động thành mùa xuân ngọt lành. Em về em lại xa mùa xuân không ở lại bên anh, em vẫn mãi nên đời vẫn xuân tràn. Bên anh em vẫn mãi nên đời vẫn cả những chương trình rất là quan trọng trong cuộc đời mình. Quyên có thể viết trước những trang giấy, thậm chí rất nhiều những trang giấy cho hành văn không đủ củng và có lẽ sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Sẽ đầy đủ những lời mà Quyên muốn nói hơn rất nhiều. Nhưng Quyên vẫn không viết trước như thế. Quyên muốn trước mặt Quyên là quý vị. Quyên nghĩ ra lời nào, Quyên đo cảm xúc của Quyên lúc đó để nói tới với quý vị, chia sẻ với quý vị các anh chị. Những lời như thế có thể nó sẽ lủng củng, có thể nó sẽ không hẳn hay, nhưng nó thật,
Bởi vì Quyên biết hơn bao giờ hết tất cả những gì quý vị muốn nghe là thật. Chớp mắt một cái đã 20 năm. Vẫn là câu nói quen thuộc, Quyên nói là vẫn như ngày hôm qua. Và mọi người có biết không ạ, khi đang đứng ở đây, khi nhìn thấy trên poster lần đầu tiên trong một chương trình live show, chỉ có một mình Quyên, có rất nhiều những cảm giác khó tả lắm. Lo lắng có, hồi hộp có. Đặc biệt, phải nói đến cảm giác rất hạnh phúc. Và đứng đây thì rõ ràng là sự hạnh phúc đó là có thật rồi. Khi mà quý vị đến đây, chỉ có một mình Quyên ở trên poster như vậy, đến với quý show 2 của Quyên như thế này, thì điều mà Quyên cảm thấy chắc chắn nhất là tất cả những trái tim ở dưới kia thực sự dành cho Quyên. Cuộc đời cho Quyên quá nhiều, mọi người yêu Quyên quá nhiều. Chỉ bằng những chương trình đặc biệt như thế này, Quyên đi cùng với tất cả những người cộng sự trong ekip của mình, ước ao rằng một phần nào đáp lại được tình cảm yêu thương của quý vị. Một đại tiệc âm nhạc đẳng cấp nhất có thể, và xuất phát từ tế bào, xuất phát từ máu, tiếng hát qua tim của Quyên gửi trọn vẹn quý vị trong đêm nay chỉ có thể là tình yêu. Trời, mình yêu gì làm cho trái tim của em yêu không hề thay đổi.